kén rễ cho cô gái cao nhất miền Tây. Cần cù chí thú làm ăn, lo vợ con chu toàn. Nếu mà ông nào vô đây thì sẽ ngồi ở chỗ vị trí Phú ngồi, nằm ở chỗ này. Còn Phú thì ở đây chỉ ngồi thôi, bao giờ cúp máy rồi Phú mới nằm. Không có chuyện, không chịu. Mà chịu được, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây là tay của Hoa, còn đây là tay của Loan. Đây là chân của Loan nè, đây là chân của Hoa. Ôi, khỏe không người đẹp? Dạ khỏe. Vô đây Loan. Nay là anh xuống giới thiệu với em bé Loan. Loan Lý Lắc. Hai đứa bằng tuổi nhau đó. Em trên sau sinh năm 96 đúng không? Loan cũng sinh năm 96. Loan nó cũng đang ế chồng. Em cũng đang ống chè đúng không? Đùa chứ Hoa tìm được người yêu chưa? Chưa. Chưa phải không? Trời, bữa trước quảng cáo lên Độc Lập Bình Dương vậy mà bữa nay vẫn chưa tìm được người yêu hả? Có phải xuống này lớn tuổi không rồi hả? Lớn tuổi không à? Lớn năm mấy 60 không rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Người ta có tìm xuống đây không? Dạ có. Tìm xuống tới tận đây luôn mà em thấy là lớn tuổi quá em không chịu. Dạ. Chứ em thích bao nhiêu? Có ba mấy trở lại được rồi. Ba mươi mấy trở lại hả? Dạ. Trời, thôi từ bữa nay rao lại lần nữa nha. Lần trước là rao kiểu nó chung chung quá. Và bữa trước anh nhận được một cái tin nhắn của Hoa hỏi thăm sức khỏe anh Phú đó. Chắc là nói anh Phú anh làm mai chưa thành công, bảo anh Phú xuống làm mai lại, nên là lần này anh phải cất công từ Bình Dương xuống đó. Rồi giờ hai bạn làm quen nhau nha. Đó, đây nè, cho em cái mic nè. Nói chuyện qua đi, hai đứa nói chuyện với nhau cho vui đi. Loan nói chuyện đứng với Hoa thấy mỏi cổ quá hả? Dạ đúng rồi. Mới là lần đầu tiên gặp em đã bất ngờ lắm luôn. Xong rồi là em mới kêu là Hoa là cho ra đi cùng với em á. Mà Hoa còn ngại nữa chứ. Dạ. Tin là sinh năm 96 không? Dạ. Dạ lúc đầu Hoa nhìn thấy Loan á. Rồi nghĩ là sinh năm bao nhiêu á? Lớn hơn 26, lớn hơn 96 luôn đúng không? Dạ. Thôi, nhỏ hơn 96, nhỏ hơn 96 hả? Nhỏ hơn, tuổi nhỏ hơn tuổi hả? 96 là 28 năm, hả? Dạ là 28 tuổi. 28 tuổi hả? Nhưng mà em hỏi là em nhỏ hơn 96 không hay là em lớn hơn bạn cũng đồng ý hết. Đây đây không biết em. Đó, kính thưa các bạn, trước khi Phú đưa cái thông tin kén rẻ lên là Hoa phải trang điểm một xíu cho đẹp đó. Loan đang giúp Hoa kẻ môi. Không có năng khiếu lắm rồi. Do là xưa giờ là Loan cũng không tìm được bạn trai nên là cũng không màng tới chuyện trang điểm luôn. Giờ không biết đánh môi son má hồng như thế nào. Anh bữa nay anh cán rễ luôn cho em á, em cũng trang điểm vô xíu đi. Cũng đây đây anh bày cho. Trời ơi mấy cái vụ này anh rành lắm. Đây. Đây đây anh ra anh trang điểm cho. Hai đứa. Đây. Đây, đi sao đánh chó. Một lon nó cũng đang tìm bạn trai nha các bạn. Đây 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 đây, đây nè. Em có sao một ít rồi. Hả? Em có sơn môi một ít rồi. Được hả? Sơn hả? Thì ráng thì sơn chút nữa cho đẹp đi. Đó, đó, đó. Rồi, em đồ ok đó. Rồi, mình ra ha. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại Trà Vinh. Phú hy vọng là các bạn cùng Phú giúp đỡ cô gái cao kiều này tìm được một chỗ để nương tựa. Kính thưa các bạn, đây là Hoa. Đó. Người con gái mà cao khoảng 2 mét. Có lẽ là đang cao nhất miền Tây. Đứng cạnh Hoa là Loan Lý Lắc, nhân viên của Phú. Loan ơi, em là cao bao nhiêu? Dạ, em 1m25. 1m25, dạ. Em sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 1996. 96 là 28 tuổi. Còn Hoa là cũng 28 tuổi. Dạ. Thôi, là đợt trước á, anh có xuống tuyển chồng cho em một lần, kén rễ một lần rồi. Mà sau giờ này em vẫn còn cô đơn. Anh xuống anh thấy em đơn chiếc như thế này anh buồn lắm em biết không? Sao vậy? Dạ, không coi thì không được tuổi gì quá, tuổi thì quá lớn hơn em rất nhiều. Nên không, gia đình không có cho tiến tới.
Nghĩa là lần trước anh ở Rau em lên Độc Lập Bình Dương rồi mà người ta có tìm tới đây không? Dạ có. Có tìm tới hả? Bao nhiêu ông tìm đến? Có 2-3 người. 2-3 người mà không ông nào hợp tuổi hả? Dạ. Hợp tuổi nghĩa là bây giờ em tuổi là tuổi 96 là tuổi con gì? Dạ con chuột. Con chuột hả? Dạ. Vậy là bây giờ là mình là con chuột nhắt, mình đang tìm một con tôn gì nè? Tìm con gì là hợp? Tuổi trâu hay là tuổi con tuổi đến tuổi hai người tuổi cũng được à ha. Bây giờ tìm ví dụ như con chuột nhắt này muốn cũng tìm một con chuột mà làm chuột chuột cống cũng được. Các bạn nào mà cùng tuổi Tý nha các bạn thì liên hệ nha. Thứ hai nữa là tuổi con trâu đúng không? À. Con trâu là tuổi của Phú này, sinh năm 85. Mà anh thì già quá nha. Hoa hoa không? Kiểu kiểu cỡ tuổi anh được không? Anh năm nay tới 39-40 rồi. Cỡ cỡ vậy được không? Được. Cũng được luôn hả? Thường hòa lắm các bạn, do là cao nhất nên là cái làng này là đi đầu làng đến cuối làng, không có anh nào cao bằng nên là không có sánh bước với nhau được. Trong mấy ông mà tìm tới có ông nào cao bằng em không? Dạ có. Có ông được cao bằng luôn? Dạ. Vậy hả? Dạ. Anh đó là ở đâu? Ở Bến Tre. Ở Bến Tre. À. Còn em nè, bản thân em thì đã đi khắp nơi để tìm hạnh phúc chưa? Em có đi chơi lăng la rồi qua xã khác hoặc huyện khác không để tìm người yêu không? Dạ không, em không dám đi. Không dám đi hả? Ừ. Sợ gì mà không đi? Sợ người ta đi ra đây dòm quá à. Trời ơi, sợ dòm. Ấy là mình cao quá, mình ngại hả? Dạ, nó đi ra đây dòm nó lủi luôn á. Hả? Đi dòm vô lủi vô lùm luôn á. Tức là đi ra ngoài đường á mà người ta họ dòm á thì qua bảo là quan ngại đến mức mà phải lủi vô lùm để trốn. Trời ơi. À, người ta dòm em á, đi ta lủi vô lùm luôn. À dạ. xin lỗi tôi dịch không sai. Tức là người ta dòm qua cao quá người ta ngạc nhiên nên người ta không để ý, người ta lủi vô lùm luôn. Dạ. Bây giờ để cho các bạn dễ hình dung nha thì hai bạn này á là sẽ đổi áo với nhau để cho Lon mặc áo của Hoa thử nó tới đâu hen. Cũng như bây giờ là tìm chồng chưa được thì hai đứa kết bạn với nhau đi, mà kết bạn anh thấy là mấy cầu thủ mỗi khi mà giao lưu kết bạn là người ta đổi áo cho nhau, bây giờ hai đứa đổi áo đi. Hoa mặc Lon mặc áo của Hoa thử như thế nào. Đây là áo khoác của Lon nha bạn. Đó. Ủa cũng được mà, anh thấy cũng ngon nè. Nhưng mà hơi giống cô váy Lon nha. Bạn giống váy luôn anh Phú ơi. Tặng luôn được không Hoa? Tặng áo này luôn được không? Ừ. Áo này mặc thấy xì tinh á. Thương lắm nha các bạn. Hoa thì suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, rồi làm cái công việc như thế này nè các bạn. Là hàng ngày á Hoa phải chuốt tỉa cái này là những cái gọi là cái gì, tàu lá dừa hay gì em nhỉ? Lá dừa tươi. À là ở quanh đây á, nhà Hoa là trồng rất là nhiều dừa. Đó thì Hoa chuốt cái này rồi sau đó là bán cho người ta để làm chổi quét nhà như thế này nè các bạn. Đó. Một bó như thế này nè, em ngồi em chuốt bao lâu mới xong? Dạ cũng cả tiếng. Một tiếng hả? Dạ. Mà một bó vậy là mình bán lại được bao nhiêu? Một bó cũng 10.000 cái ký, 10.000. 10.000 hả? Dạ. Vậy một ngày á em làm được 10 bó vậy không? Dạ không. Vậy là một ngày em làm chưa kiếm được 100.000. Dạ. Trời ơi thương ghê không? Đó các bạn thì cứ ngồi làm hoài nên là cái lưng Hoa nó cũng hơi cong cong á ha. Lần này xuống thẳng này, lần trước anh thấy hơi cong cong. Giờ là có kiểu chuốt này nhiều quá. Ừ. Đó. Đây là mẹ Hoa. Cô ơi cho con hỏi thăm xíu được không cô? Dạ, cô mời cô tới đây. Để hỏi thăm mẹ Hoa thử là lý do vì sao mà Hoa lại cao như vậy. À. Cô là cô có mấy người con ạ? Một mình Hoa thôi. Dạ cô xoay đây ha cho khán giả nhìn thấy cô tí ha. Dạ, rồi đây cô. Là có mình Hoa thôi hả cô? Có mình đó. Dạ ba của Hoa là có cao không? Ba nó nhung người. Ba của Hoa là thun người. Là cao không? Cao không? Cao bằng con không? Cao hơn. Cao hơn con. Dạ. Dòng họ hai bên nội ngoại có ai cao đột xuất như thế này không? Không. Vậy là cô có đi tìm hiểu lý do rồi sao mà Hoa cao vậy không cô? Là bác sĩ có nói gì không? Nó bị bẩm sinh. À bẩm sinh, dạ. Bẩm sinh nhỏ. Dạ.
Con nghe nói là Hoa là cô đơn cũng hơi buồn, là suốt ngày là Hoa là chỉ chơi với mấy con cún với mấy con mèo trong nhà thôi, chứ không có đi ra đường, không có tìm kiếm hạnh phúc gì hết. Cô thì có muốn Hoa có một tấm chồng rồi đi lấy chồng xa xứ không? Có mình bỏ mẹ ngồi. Nhưng chồng mẹ ô. Vậy hả? Mẹ ở đây. À, tức là bây giờ ai mà muốn cưới Hoa là về đây ở rẻ. Trời ơi, bây giờ có bạn nào mà tuổi con chuột, tuổi con trâu và chịu đi ở rẻ ở nhà Hoa thì mới về đây ha. Hoa ơi, bây giờ là ngoài cái chuyện mà tuổi chuột tuổi trâu ra thì cái gu của em á, tức là cái giống như là cái gu của em thích đàn ông kiểu như thế nào thì em có thể là giải thích để khán giả độc lạ Bình Dương biết được không? Không cần đẹp trai. Không cần đẹp trai, cả anh được không? Anh quá hớp mà rồi. Anh quá hớp ghê. Anh là giờ là anh thuộc dạng đẹp trai hả? Ồ, cảm ơn em nhiều lắm. Đẹp trai không cần, thì cần cái gì nha? Cần đàn ông cần cù chí thú làm ăn, lo vợ con chu toàn, nghề nghiệp ổn định. Cần cù chí thú làm ăn, nghề nghiệp ổn định. À, ví dụ như anh nói anh làm nghề chạy xe ôm mà chạy rất là siêng năng là chịu không? Cũng được ha. Đó, vậy ba cái cũng rất là giản dị các bạn ha, không cần đẹp trai, không cần giàu sang, chỉ là chí thú làm ăn rồi lo cho vợ cho con ha. Đó. Còn em sau bao năm rồi em vẫn chưa tìm được bạn trai? Em thấy anh thấy em đi cũng nhiều á, Nam Bắc em đi theo anh đi quá trời luôn mà vẫn chưa có bạn trai, vậy là cái gu em như thế nào? Dạ em chưa định hình được anh Phú ơi. Hả? Em chưa định hình được nên em không biết. Chứ bữa trước anh nghe em nói là cái gu em là to cao khúc nào ra khúc đó. Bây giờ còn về cái chiều cao á của cái người mà em tuyển á thì em muốn cao ngang em hay là thấp hơn em cũng chịu. Là có lỗ tai. À là anh nói phải cao tới lỗ tai của em hả? Dạ anh là bị rớt đai rồi. Anh là con trâu là được qua vòng 1 chứ mà tới cái vòng 2 mà cao tới lỗ tai là bị rớt đai rồi. Đó. Dạ anh Khánh á, đi vô đây coi. Nhá là thằng này nó tủ con chuột. Đi vô đây đi, anh coi thử em tới lỗ tai không. Đây bạn này cũng đang cô đơn đó. Có tới lỗ tai không? Ồ tới lỗ tai nè. Nhìn có gương mặt phu thê ha. Được. Em tuổi chuột đúng không? Thôi em tuổi cọp. Cọp hả? Cọp hợp tuổi không mẹ? Hả? Cũng được hả? Cũng được. Thôi vậy bây giờ anh đi Nam nhưng mà về bốn nha, em ở lại với bà Hoa nha. Hoa thấy được anh này được không? Đẹp trai. Đẹp trai, kia mẹ nói đẹp trai, em thấy được không? Không thấy chịu, em chịu. Mà chịu được, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Giờ là Khánh ở lại rồi, chịu không? Vậy em hỏi ý kiến ba mẹ em đã. Vậy là nếu mà ba mẹ ok là xuống đây gửi câu trầu mâm quả nha. Vậy là coi như là Hoa chịu rồi đó. Rồi, cảm ơn, chúc mừng cặp đôi trăm năm hạnh phúc nha. Rồi anh gái thăm lần vậy, anh gả thằng này ra đây luôn ha. Nói đùa thôi bạn, bạn này thì đã có người yêu rồi. Đó. Người yêu của bạn này là sinh năm mấy? Dạ 99 anh. 99 hả? À. Hoa em nhỏ tuổi Hoa tới mấy tuổi được không? Dạ em nhỏ hơn chị Hoa hơn 96. Nhỏ hơn chị 2 tuổi. 2 tuổi à. Vậy cũng nghe hả? Gì gái lớn hơn 2. Đúng rồi, giờ rất là hợp đó thường. Về coi lại câu hỏi còn lại của người yêu ha. Rồi có gì xuống báo cáo cho Hoa biết. Hoa đợt trước mà thấy anh Phú tới quay Hoa rồi á. Rồi Hoa đã tìm thấy được đối tượng của mình chưa Hoa? Dạ chưa. Mà chắc hồi nãy cũng có nghe Hoa nói là cũng có mấy anh là tìm đến nhà Hoa đúng không? Dạ. Trong những anh đó thì Hoa cảm thấy anh nào là làm Hoa rung động nhất vậy? Dạ anh đầu tiên. Anh đầu tiên hả? Dạ. Đặc điểm của anh đó là sao mà làm cho Hoa rung động vậy Hoa? Thì lần đầu gặp thì tay chân rụng. Rồi Hoa với lại Loan xuống đây để mình cùng đi dạo chút nha. Cảnh vật ngoài đây rất là đẹp nè. Các bạn thấy không? Hoa với Lon đang tay trong tay đi xuống từng bậc thang. Rồi mình cùng đi ra, mình ra mình trò chuyện tí nha, Hoa với Lon ha. Ồ, ở dưới này là gì đó Hoa? Dạ, cũng xương. À, cái này là để mình phơi làm chổi đúng không em? Dạ.
À, Hòa biết không, để hiện tại là có một vài người là phải thực hiện là kéo chân để cho càng ngày càng cao lên. Nhưng mà Hoa là đã có cái chiều cao sẵn như thế này rồi mà em lại còn sợ gì mà ở trong nhà suốt ê. Đi ra đường cũng hơi ngại. Ngại á hả? Dạ. Không có gì đâu Hoa, tại vì á chiều cao trung bình ở nước ngoài á em thấy không? Là tới 1m, hơn 1m8. Là hiện tại là em cao chính xác là bao nhiêu hả Hoa? Dạ 1m85. 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 Ồ 1m85 là quý khán giả là cao cái chuẩn người mẫu luôn đấy. Ừ. Trời ơi, cao như vậy là mình không là người mẫu thì hơi phí. Dạ, không thấy chữ. Cả nhà thấy không? Kính của Hoa nè. Cho nuôi nha. Kính của Hoa nè cả nhà. Rất là dày nha. Nhưng mà em hiện tại là em đang cận bao nhiêu độ hả Hoa? Dạ, có 9 độ. 9 độ? Dạ. Ừ. 9 độ nha cả nhà. Ừ. Mở kính ra là không thấy gì đâu ha. Không hiểu hằng ngày là Hoa mình ăn uống như thế nào ha? Em ăn cái gì khác biệt so với bình thường không mà tại sao mình lại có chiều cao như vậy? Thì, hồi đó thì mẹ có mua thói thương mua cho sữa Milo uống phát triển chiều cao á. Sữa Milo hả? Dạ. Tức là hồi xưa là 12 tuổi là mình bình thường đúng không? Mẹ mua Milo cho uống. Dạ. Ai ngờ Milo lại cho em một chiều cao lý tưởng như vậy. Dạ. Anh nghe nói là em đi hái dừa, uống nước dừa nhiều quá nên cao như cây dừa. Nhìn em giống cây dừa thiệt. Loan ơi, dạ. Hồi xưa là em sinh ra và lớn lên ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Đắk Lắk. Đắk Lắk? Dạ. Không biết là ở Đắk Lắk thì em ăn gì, em uống cái gì mà như vậy? Dạ, em uống nước, chủ yếu là đun sôi với lại uống nước trà. À. Dạ. Vậy thì Hoa em uống gì là chủ yếu Hoa? Dạ, em uống nước lọc. Em uống nước lọc hả? Ủa, anh tưởng em uống nước dừa chứ. Từ em thân, các bạn nhìn Hoa cao kèo và giống như là cây dừa vậy đó. Khi mà Vinh hiện tại là cao 1m7 và Hoa là hiện tại là cao 1m85. Đúng không? Dạ. Cái này là em đo hồi nào? Dạ, đo mấy ông đo. Đo đo. Thực chất là anh sẽ thấy Hoa còn cao hơn 1m85 là nhiều đấy. Tại em cái tướng nó còn thẳng lưng lên nữa thì phải còn cao hơn nữa. Dạ. Ừ. Nó còn 87 ạ. Với cái chiều cao như vậy Hoa thì em đi lại có bình thường không? Dạ cũng đi, cũng lâu lâu cũng té hoài. Dạ. Dạ. Mình cảm thấy nó mất thăng bằng hay sao? Dạ mất thăng bằng. À. Hoa các bạn cứ mỗi lần mà thấy người dân ở xung quanh đi ngang qua thì Hoa lại cảm giác như là hơi rụt rè một xíu. Nhưng mà Hoa ơi, anh thấy là mình chiều cao như vậy mình cũng không phải là khác biệt lắm đâu. Nó như Loan nè, như là Loan được phát hiện như ở Bình Phước là cô gái thấp nhất Bình Phước. Nhưng mà Loan vẫn tự tin sống vui khỏe bình thường, vẫn giao tiếp với mọi người rất là vui vẻ, lạc quan. Đó, thì em cũng đừng có sợ gì ha. Bình thường Hoa, mình sinh hoạt hàng ngày mình có thấy khó khăn như là quần áo hay là giày dép mình có khó tìm không? Dạ có. Khó như thế nào? Giày quần thì phát mai, còn áo quần bộ thì mặc lửng lửng không có dài được. Còn dép thì bán mua số lớn, không có số lớn. Các bạn thấy không các bạn? Thì đây là cái quần của Hoa này ngắn lên tới đây. À. Còn đây là dép size của Hoa rất là to. À. Đây là chân của Loan. Đây là chân của Loan nè, đây là chân của Hoa. Một người cao 1m25 và một người cao 1m85 và hiện tại còn cao hơn nữa. Đây là mình mang số mấy em biết không? Tại số 42. 42. Yeah. Số 42 nha cả nhà. Và hiện tại là khi mà mình tìm dép hay giày có khó khăn không? Dạ khó. Không tìm được cỡ của nó ha. Dạ. Yeah. Em chạm tới được cái lá này không Hoa? Ui chù. cả nhà thấy không? Hoa tay, đây là tay của Hoa. Còn đây là tay của Loan. Chắc phải gấp 3 lần á chứ ha. Còn đây là tay của Vinh. Hoa cứ thẳng tay ra. Những cái ngón tay của Hoa rất là thẳng và rất là đẹp nha cả nhà. Đúng không Loan? Em thấy tay Hoa như đẹp không? Dạ em thấy tay của Hoa các ngón đều suông anh Vinh. Nhưng mà có thể là một phần là do Hoa phải lao động nhiều á. Nên là nó sao? Nó hơi chai ạ. Nó sẽ mang cái tính chất của một người rất là siêng năng. Cứng cỏi đúng không? Cứng cỏi ở đây cũng hơi chai thôi chứ không có gì. Thôi anh thấy có nhiều khán giả hỏi là
nhìn mình ca như vậy thường thường mình phải đi chơi bóng chuyền hay bóng rổ, tận tận dụng cái lợi thế của mình á, thì em có chơi thể thao không? Dạ không. Ôi trời, cái này Hoa mà đi đánh bóng chuyền là cũng hơi bị đỉnh luôn á. Như Hoa nghĩ là Loan có đánh bóng chuyền được không Hoa? Dạ không. À, nhưng mà Loan là cầu thủ của thôn của Loan á. À, Loan chơi bóng chuyền hàng ngày. Cây chuyền xuất sắc đó, ghê thiệt chứ. Khi nào nếu mà có dịp á thì Loan sẽ, nếu mà mình không tới gặp được á thì Loan sẽ quay cái video mà Loan đánh bóng chuyền á, Loan gửi cho Hoa coi ha. À, nên là mà tại sao mà với cái ngoại hình của Hoa, lợi thế về chiều cao á, sao Hoa không tham gia những cái môn thể thao á? À, giờ ở đây không có chương trình á. Ừ. Nhưng mà nếu có chương trình thì Hoa tham gia không? Dạ có. Đúng không? Đúng rồi. Các bạn ơi, nếu mà có cái chương trình nào mà còn có tận dụng lợi thế chiều cao của Hoa thì cứ liên hệ với Hoa nha. À, bây giờ mình sẽ đo thử chính xác bạn Hoa là cao bao nhiêu nha. Do là bạn Hoa làm cái công việc là chuốt chổi nên là bạn, cái lưng bạn nó không có thẳng được, nên là mình đo như thế này là cũng có khi là không đúng. Rồi. Hay là mình phải cho Hoa vô tường rồi xong rồi mình đo cái chiều cao nó dễ hơn em. Căng xuống. Xuống đất. Cái thứ này là thứ đau đất đó nha. Thẳng chưa? Thẳng rồi nè. Rồi. Đây là chiếu qua nè. 1m93. Ồ. 1m93. Là gần 2m đó. Trời ơi là trời, chứ không phải là 1m8 mấy như em nghĩ đâu. Nè các bạn, cao 1m90 mấy luôn, nên là nằm cái giường 2m là nó khít luôn, các bạn thấy không? Đó, đây là cái giường 2m, cái giường mà bình thường mọi người vẫn nằm đó. Nếu mà ông nào vô đây thì sẽ ngồi ở chỗ vị trí Phú ngồi và nằm ở chỗ này, còn Phú thì ở đây chỉ ngồi thôi, bao giờ có máy rồi Phú mới nằm. Cười. Rồi nè các bạn, để ý không, do là quá là cao nên là cái quần mà bạn Hoa mặc á, nó không có dài tới mắt cá được. Cái đây là đồ em mua hay sao vậy Hoa? À, mua. Em là phải đi may á thì mới phù hợp với chiều cao của mình ha. Ừ. Thôi để anh dìu vậy cơ. Úi da. Ông nội nói vậy là nó rung rồi. À, em là thấy đàn ông tới là em rung rồi hả? Sao mà thấy anh em rung em cười dữ vậy? Quen rồi. Quen. À là thấy ông lạ là rung. Ừ. Ông lạ là rung. Quen thì không có. Bây giờ anh nói em này, em phải tự tin lên. Để người mà có chiều cao như em là rất là hiếm. Với nữa là em cũng khỏe mạnh mà. Đâu có gì đâu mà ngại ngùng ha. Mình là chiều cao tốt, sức khỏe tốt là cứ mạnh mẽ ra ngoài đường chơi. Bên đây có xe đạp rồi, hình như là xe đó là mới mua đúng không? Đã mua cũng được 2 năm rồi. À, là hồi anh xuống xong rồi mua xe hả? À, là người ta tặng hay em tự mua? Dạ, tự mẹ con tự gom góp lại mua. À, là mình đi, mình làm việc chút chổi rồi góp tiền lại mua được cái xe đạp. Dạ. Mua xe đạp rồi phải đi kia ra ngoài đường đi chơi, đi kiếm chồng chứ. Cứ chờ anh Phú xuống tiền riết vậy. Nha. Là cứ mạnh mẽ đó nha. Cứ ra đường kể ai dòm thì dòm, mình người ta dòm mình thì mình cứ cười lại người ta vui vẻ thôi ha. Rồi, chúc em mãi mãi tự tin nè, ok. À, thôi, anh đến đây có một ít quà từ Độc Lạ Bình Dương á, anh muốn tặng cho Hoa ha, Hoa nhận nha. Với lại có một ít lì xì nè, để cho Hoa đi uống cà phê với bạn trai nha. Bây giờ ví dụ như là mấy anh tuổi chuột với tuổi trâu đang coi ấy, thì em nói gì một câu gì đó cho mấy ảnh tìm tới em coi. Nếu mà anh nào thưa theo em thật lòng thì hãy tránh tìm đến nhà em. Ở đến nhà rồi xong ở rể luôn đúng không? Dạ, dạ. Rồi làm nghề chuốt chổi luôn. Dạ. À, các bạn ha, chỉ cần một cái tấm lòng thành thật, yêu Hoa thật lòng thì các bạn cứ tìm đến nha. Số điện thoại của Hoa nè: 0334 4 0 9 6 3 3. Rồi đọc rành rọt rồi ha. Rồi các bạn cứ liên hệ, rồi Phú chỉ là một cái câu nói như vậy thôi. Chúc em sức khỏe mãi mãi xinh đẹp nha. Dù có anh nào tìm đến hay không thì em cũng vẫn cứ vui vẻ, tự mình cảm thấy hạnh phúc ha. Rồi ok. Rồi đây là Loan, hai bạn là cứ làm quen với nhau, kết bạn với nhau chơi ha. Nếu không có đàn ông thì thế giới này nó vẫn vui vẻ mà ha. Rồi tạm biệt các bạn.